Xin kính chào anh chị nhà đầu tư. Từ năm 2020 đến nay, đầu năm 2022, thuật ngữ tích sản cổ phiếu đã trở lên rất phổ biến trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Và nó có gì đặc biệt? Và tích sản cổ phiếu là gì? Nói tóm lại là tất tần tật về tích sản cổ phiếu. Hôm nay tôi thay mặt cho AZFIN Việt Nam sẽ trình bày đến quý vị đầy đủ rõ ràng về các cái nội dung đó, để từ đó quý vị hiểu thêm về tích sản cổ phiếu và ứng dụng và đầu tư sao cho hiệu quả nhất. Thì nội dung của tích sản cổ phiếu hôm nay gồm có 5 phần như sau. Đầu tiên là con đường đến với tích sản cổ phiếu mà chúng tôi đã đưa ra. Thứ hai là tích sản cổ phiếu là gì. Thứ ba, tích sản cổ phiếu có những lợi ích gì. Thứ tư là lựa chọn cổ phiếu như thế nào phù hợp cho tích sản cổ phiếu có được cái hiệu quả cao. Và cuối cùng là cái chiến lược tích sản cổ phiếu làm sao cho hiệu quả cùng với AZFIN Việt Nam. Đầu tiên là con đường đến với tích sản cổ phiếu. Thì năm 2013, sau một thời gian tôi tạm rời xa thị trường chứng khoán, nguyên nhân đâu đó là cũng do mình phá sản bởi bất động sản. Thế là tôi tạm dừng thị trường chứng khoán từ năm 2011 đến 2013. Tôi quay lại thì với cái mong muốn cũng như là với cái ý chí là làm giàu một cách bền vững từ thị trường chứng khoán. Chính vì thế cho nên là tôi đã nghiên cứu rất nhiều các cái huyền thoại đầu tư, ví dụ như Warren Buffett, Walter Scott, hay là Charlie Munger, hay là Peter Lynch, hay rất nhiều các cái huyền thoại đầu tư nổi tiếng khác. Nhận thấy rằng họ vừa giàu có trở thành tỷ phú nhưng con đường đầu tư của họ rất là an nhàn, vui vẻ. Và họ để tiền, đẻ ra tiền một cách thực thụ. Họ sống rất ung dung mà tài sản vẫn tăng rất là nhanh. Bên cạnh đó thì tôi cũng nhìn lại cái tài khoản đầu tư của mình ở công ty chứng khoán Đại Tây Dương, địa chỉ 169 Hàng Bông ấy. Bây giờ thì nó bị sáp nhập cách đây mấy năm rồi. Tôi giật mình khi thấy hai cổ phiếu mình đã mua từ đầu năm 2011 là cổ phiếu CAP và VNM. Đó. Và chỉ trong vòng chưa đến 3 năm, lãi suất của CAP đã đạt 179,9%, của Vinamilk thì là 126,9%. Thật giật mình, phải nói là rất giật mình. Rất giật mình. Chính vì thế cho nên từ những cái yếu tố đó, tôi mới nhận thấy rằng việc đầu tư những cái cổ phiếu tốt, lâu dài và thường xuyên nhặt nhạnh tích lũy những cái cổ phiếu đó với cái giá hợp lý thì nó sẽ mang lại cho chúng ta những cái lợi suất rất lớn và có thể xây dựng tài sản phải nói là rất mạnh mẽ, rất mạnh mẽ. Và gần đây nhất đầu năm 2022 này thì tôi có một anh bạn ở Thái Nguyên, thì anh ấy chia sẻ một cái câu chuyện rất đơn giản. Đó là bố anh ấy có mua được các cái lô đất từ ngày trước với giá khoảng độ 70 triệu. Thì đến nay lô đất đó đâu đó có trị giá những hơn 9 tỷ. Tức là nó tăng những 130 lần sau khoảng chưa đến 20 năm. Cùng thời điểm đó thì cũng có một số người mua đất cùng thời, nhưng họ lại mua đi bán lại rất nhiều. Họ được lợi nhuận, họ lại bán, họ lại mua, họ lại bán. Và rốt cục cuối cùng tất cả những cái số tiền họ kiếm được tổng kết lại thì lại không bằng 1/3 so với cái miếng đất ban đầu họ mua. Qua đó có thể thấy rằng cái việc lựa chọn được những cái tài sản tốt và chúng ta tích lũy vào đấy và không cần phải quá mất nhiều thời gian quan tâm đến nó thì tự nhiên nó lại mang cho chúng ta những cái khối tài sản khổng lồ. Phải nói là khổng lồ. Bên cạnh đó thì cũng có một cái tấm gương cũng ở gần nhà tôi thôi. Anh này tên là Long. Ngày xưa thì anh ấy cứ kiếm được đồng nào anh đi mua đất. Thì đặc thù của anh là tiền kiếm được cũng không được nhiều lắm. Thế thành ra mua cứ chỗ nào rẻ nhất anh mua. Ở rễ đường anh mua. Và đặc biệt là có những ở rễ đường có những cái ao thì thường là có khi người ta còn cho nhau cơ. Thế thành ra anh mua được những cái ao diện tích cả
sào, cả vài sào với giá rất rẻ, với giá rất rẻ. Thì đến nay cái số lượng tài sản anh ấy tích lũy được, người nông dân tích lũy được, thì nó cũng đã lên đến con số lên đến vài trăm tỷ, vài trăm tỷ. Chỉ từ việc nhặt nhạnh những cái miếng đất tốt, những cái miếng đất hấp dẫn để tích lũy vào đó, và thời gian để trả lại tất cả, trả lại tất cả. Và chính vì việc có những cái cơ sở nghiên cứu rất kỹ càng trên, thì chúng tôi đã ứng dụng vào đầu tư cổ phiếu FPT tích sản từ năm 2013 đến 2022 này. Thì thực sự cổ phiếu FPT hiện nay định giá với chúng tôi nó vẫn cũng vẫn tương đối hấp dẫn, nhưng để mà nó tăng trưởng rất cao thì là không. Thì AZFIN Việt Nam chúng tôi vẫn cứ túc tắc nhặt một chút ít nếu giá rất rẻ, không thì chúng tôi vẫn cứ giữ nó, không bán nó. Thì kết quả cũng rất ấn tượng, rất ấn tượng. Những lô đầu tiên chúng tôi mua thì lợi suất đâu đó nó lên đến gấp 11-12 lần, còn trung bình thì tăng được khoảng độ 400%, 400% trong quá trình tích lũy rất dài hàng chục năm qua, hàng chục năm qua. Thì cái phương pháp mua gom tích lũy các cái tài sản giá rẻ này, tài sản giá rẻ này, thì AZFIN gọi là phương pháp tích sản. Còn đối với việc tích cổ phiếu, mua gom cổ phiếu với giá rẻ, thì AZFIN gọi là tích sản cổ phiếu. Và đây chính là nơi đưa ra cái thuật ngữ tích sản cổ phiếu đầu tiên ở Việt Nam. Và chúng tôi đồng thời cũng thành lập cái cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính đầu tiên ở Việt Nam. Hiện nay sau hơn 1,5 năm phát triển, thì cộng đồng cũng có những 6.000 thành viên tham gia tích sản cổ phiếu. Tích sản cổ phiếu. Và để cho thấy được cái hiệu quả của việc đầu tư bền vững lâu dài vào những cổ phiếu tốt, thì tôi xin trích dẫn một cái nghiên cứu của quỹ Fidelity về các nhà đầu tư vào cái quỹ này. Thì quỹ này được một trong nhà quản lý quỹ huyền thoại nổi tiếng nhất thế giới, đó là Peter Lynch, vận hành với cái lợi suất đâu đó gần 30% một năm trong vòng mười mấy năm liền. Thì đấy gọi được đánh giá là cái quỹ hiệu quả nhất thế giới. Thì họ nghiên cứu ra được rằng tuy cái quỹ có lợi suất rất cao, nhưng đa phần nhà đầu tư vẫn thua lỗ. Bởi vì nhà đầu tư thường ngày hào hứng, hay sôi sùng sục những lúc cổ phiếu tăng rất mạnh thì ào ào đi mua, và rất nhiều nhà đầu tư đã leo đỉnh. Rồi lúc cổ phiếu chán trường, giảm mạnh, giảm sâu, định giá rất rẻ, chán chê ra, thì nhà đầu tư lại vác ra để bán. Thì thành nhà mới có cái câu chuyện là có tới 80-90% nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán thua lỗ. Thua lỗ. Tức là họ lên rất cao, leo đỉnh thì họ tham gia, xuống rất sâu, vùng thấp, vùng đáy thì họ bán ra để cắt lỗ. Tương tự như vậy với các ngành nghề khác, bất động sản thì, đúng không ạ? Cứ khi nào bất động sản tăng gấp rưỡi, gấp đôi, gấp ba lần thì bà con mới nhau để đi tìm đất để mua đất. Còn trước đó khi đất rẻ ê hề thì lại không ai đụng. Đúng không ạ? Thì cái nghiên cứu này nó cho biết rằng thứ nhất là đa phần nhà đầu tư vào quỹ thua lỗ. Thứ hai, những nhà đầu tư vào quỹ có lợi suất cao nhất, đó là những nhà đầu tư họ đã chết rồi. Thế là tài khoản họ cứ để nguyên đấy và tự nó tăng đấy. Tự nó tăng. Thứ hai là những nhà đầu tư quên mất rằng mình có tài khoản ở cái quỹ Fidelity này. Đó, qua đó có thể thấy rằng cái việc đầu tư tích sản những cái tài sản tốt với giá rẻ trong một thời gian dài, và để nó tự sinh lợi, tự nó tăng trưởng, lại là cái chiến lược hiệu quả nhất đối với các nhà đầu tư. Và cụ thể những cái minh chứng sống như ngài Warren Buffett, thì ông ấy chỉ gần như là chỉ mua vào, ít khi bán ra, cứ mua liên tục những cái doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp tốt, cổ phiếu tốt, và từ đó nó đẻ lời ra cho ông cổ tức, rồi là dòng tiền rồi tăng giá sau một thời gian rất dài. Ví dụ như cái cổ phiếu Sikandi chẳng hạn, sau 50 năm đầu tư thì nó mang lại cái giá trị gấp đâu đó khoảng hơn 1.000 lần cho ngài Warren Buffett. Đó là cái mức lợi suất AZFIN tính ra trung bình chỉ 15-16% một năm thôi, mà 50 năm tăng hơn 1.000 lần. Đúng không? Hay ngài Walter Skolos,
cũng là một nhà đầu tư giá trị, thường chỉ tích lũy, tích lũy, tích lũy và cũng kiếm được cả tỷ đô la với cái lợi suất không phải quá xuất sắc. Hay là Charlie Munger là cánh tay phải của Warren Buffett cũng vậy. Thì chính vì thế cho nên từ những cái kinh nghiệm, từ những cái nghiên cứu và thực tiễn đầu tư của mình, chúng tôi mới rút ra cái phương pháp tích sản cổ phiếu. Nhiều người cho rằng chúng tôi là những nhà đầu tư nhỏ, ít tiền thì tích sản có phù hợp không, hay nó chỉ phù hợp nắm giữ lâu dài đối với những nhà đầu tư lớn như ông Buffett, đúng không ạ? Rồi là tôi có ít tiền tích sản bao giờ chưa giờ? Câu hỏi thứ hai tôi xin trả lời trước. Bao giờ anh chị giàu là dựa vào năng lực chứ không phải dựa vào phương pháp, dựa vào năng lực. Thì các anh chị nghĩ rằng chúng ta có ít tiền, chúng ta lướt sóng, chúng ta mua đi bán lại, chúng ta đánh bạc thì nó lại nhanh giàu hay sao? Đúng không? Có một thực tế cho thấy hơn 80% những người trúng số sau 3 năm nghèo hơn trước. Rất nhiều trong số đó đã tự tử. Và cái sự may mắn thì nó sẽ không đến được lâu dài. Không đến được lâu dài. Đúng không? Và khi quý vị, khi anh chị có tiền ít, có tiền nhỏ thì các anh chị mới càng phải chắt chiu và chắc chắn, thật chắc chắn, chặt chẽ từng bước một. Còn khi họ có rất nhiều tiền rồi ấy, thì hoàn toàn họ có thể tham gia một cái gì đó rủi ro một chút. Nếu họ mất họ cũng chả mất bao nhiêu cả. Nhưng chúng ta đã có ít mà chúng ta lại mất nữa thì mất hết. Rồi, nhà đầu tư nhỏ có tích sản được không? Đúng không? Thì việc này, thực sự cái tích sản cổ phiếu này còn có hiệu quả đối với những nhà đầu tư cá nhân, những nhà đầu tư nhỏ hơn cả những nhà đầu tư lớn cơ. Vì sao lại vậy? Thì tôi xin minh chứng ở đây. Đó là những cái tấm gương tích sản cổ phiếu thành công. Ví dụ ở đây, ông đội mũ ngồi uống trà đây, là Ronald James Reed, thì ngày 23 tháng 10 năm 1921, mất ngày mùng 2 tháng 6 năm 2014, được biết đến là một người gác cổng, một nhân viên quét dọn trạm xăng với cái thu nhập rất hạn chế. Ông này đi bộ đội về rồi làm những cái công việc đơn giản như vậy. Nhưng mà ông còn đặc biệt được biết đến là một nhà đầu tư tài ba. Nhưng là sau khi ông chết, mọi người mới ngớ người ra. Với cái tài sản lên đến 8 triệu đô la. Tài sản của ông có được là nhờ tích sản các cái cổ phiếu tốt, có lợi thế cạnh tranh bền vững và quản trị công ty xuất sắc như P&G, GE, Dow Chemical, Johnson & Johnson, GM, Smucker, JP Morgan. Ông ta cứ tích lũy tiền của mình và đợi những lúc giá cổ phiếu hấp dẫn ta mua vào. Từ đó, với một cái người công việc thì không phải ổn định, thu nhập thì tương đối thấp, mà làm nên một cái gia tài lên đến gần chục triệu đô, để lại cho chúng ta rất nhiều các cái bài học học sâu sắc về việc đầu tư. Đó. Rồi tiếp theo, bà Gray Glore sinh ra và lớn lên trải qua cái thời kỳ đại suy thoái cũng giống như ông Reed năm 1929 đến 1933. Nên cũng giống như nhiều người khác, bà đã tiết kiệm được những khoản tiền nhỏ để đầu tư tích sản và trở thành triệu phú với 7 triệu đô la, để lại làm quỹ từ thiện rất ý nghĩa và bài học đầu tư vô giá cho những người bình thường như chúng ta. Năm 1935 thì bà bắt đầu mua cổ phiếu Abbott, 3 cổ với giá 60 USD một cổ, và dùng cổ tức, dùng tiền tiết kiệm tích sản các cái cổ phiếu liên tục. Và khoản đầu tư ngày ấy đã sinh lời thành 7 triệu đô la. 7 triệu đô la. Hay là có những rất nhiều các cái tấm gương khác nữa. Không những ở Mỹ, ở Việt Nam cũng rất nhiều. Đó, qua đó có thể thấy rằng tích sản cổ phiếu ai cũng làm được và ai cũng có thể thành công, kể cả bạn là những nhà đầu tư nhỏ, kể cả bạn là những người có thu nhập tương đối thấp cũng làm được. Rồi tiếp theo, vì sao tích sản cổ phiếu nó lại trở nên hiệu quả so với các cái kênh đầu tư khác?
Thì ở trên đây, đó là biểu đồ minh họa về lợi suất đối với các kênh đầu tư cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, vàng và đô la. Thì ở đây là lợi suất đã trừ lạm phát rồi. Cổ phiếu là tăng trung bình 6,6% một năm. Trái phiếu là tăng 3,6% một năm. Tín phiếu là 2,7% một năm, vàng là 0,7% và đô la là âm 1,4%. Thì với một cái đô la đầu tư vào năm 1802, sau 200 năm đến năm 2002, thì một đô la vào cổ phiếu tạo ra được 705.000 đô la đã trừ đi lạm phát. Còn nếu không trừ lạm phát ấy, thì nó phải lên đến hàng chục triệu đô la, hàng trăm triệu đô la từ một đô la vậy. Về trái phiếu, với lợi suất chúng ta nhìn thấy 6,6 và 3,6, đúng không? Chưa gấp đôi nhau, nhưng mà trái phiếu mang lại có 1.778 đô so với 700.000 đô. Tín phiếu thì mang lại có 281 đô. Nhiều bạn bảo ô lợi suất nó có gấp đôi đâu, mà tại sao nó lại gấp những 400 lần như vậy? Đó là cái sức mạnh của cái lãi kép ấy, mà mọi người hay nói đến, mọi người chắc hẳn đã từng nghe đến kỳ quan thứ 7, thứ 8 của thế giới đó. Với cái lợi suất chỉ cao hơn một chút, nhưng sau một quá trình rất dài, nó sẽ sinh sôi lầy lở và nó có sự tăng trưởng kinh khủng, đúng không? Còn với vàng thì chỉ gấp 4, tương đương với 4,5 đô thôi. Đây là trừ lạm phát rồi nha quý vị nhé. Thì qua đây, qua thống kê này, thì thấy cái kênh đầu tư cổ phiếu là một cái kênh hiệu quả nhất. Thì dĩ nhiên những người tích sản cổ phiếu sẽ mang lại cái hiệu quả cao. Đó là ở thị trường Mỹ. Còn ở các thị trường khác thì sao? Thì đây là ở thị trường Úc. Cái kênh, kênh cổ phiếu và kênh bất động sản là hai kênh tương đương nhau. Sau 90 năm, từ 1926 đến 2016, tương đương nhau. Với 100 đô ban đầu, thì cái cổ phiếu mang lại lợi suất bình quân 11,5% trong vòng 90 năm qua, mang lại 1,6 triệu đô. Còn với một cái kênh bất động sản thì cũng mang lại lợi suất 11,1%. Trái phiếu thì có 7%. Còn tiền gửi ngân hàng mang lại có hơn 5%. Thì qua đó có thể thấy rằng cái kênh cổ phiếu không những ở Mỹ, mà ở một cái thị trường có bất động sản là vua như Australia, thì là cái lợi suất của kênh cổ phiếu cũng rất cao. Tương đương, thậm chí cao hơn so với cái kênh bất động sản. Tiếp theo, còn ở Việt Nam thì sao? Tính trung bình, thị trường cổ phiếu ở Việt Nam tăng 15,4% trên năm từ năm 2000 đến nay, tức là sau khoảng hơn 21 năm. Thì trong đó VN Index tăng 13,4% một năm, lên từ 100 điểm năm 2000 lên 1478 điểm vào ngày 27 tháng 1 năm 2022. Còn cổ tức thì đâu đó xấp xỉ khoảng 2%. Nếu tính cả tổ chức thì cái index này tăng hơn 20 lần trong vòng gần 22 năm qua. Cái tiền gửi tiết kiệm trong cái giai đoạn này trung bình là 7,9% trên một năm. Giá vàng thì tăng trung bình 12,4% một năm, từ 490.000 đồng lên 6.200.000 đồng. Bất động sản thì tăng rất tốt, có thể nói là tăng tốt nhất Việt Nam, thì với lợi suất lên đến 16,5%. Đó, thì ở Việt Nam, cùng với bất động sản, thì chứng khoán là một trong hai kênh đầu tư có cái mức sinh lời hấp dẫn nhất Việt Nam. Bởi vậy, cho nên cái tích sản cổ phiếu nó cũng mang lại những cái lợi suất rất cao. Thì trên đây là tôi đã trao đổi về những cái lợi ích cũng như thực tế những nhà đầu tư ở những thị trường có tích sản cổ phiếu rất hiệu quả. Vậy chúng ta quay lại tìm hiểu, vậy tích sản cổ phiếu là gì? Khái quát lại thì đây là phương pháp đầu tư giá trị. Người tích sản mua cổ phiếu đều đặn hàng tháng, hàng quý,
theo 3 cái tiêu chí sau. Bởi vì do chúng ta đầu tư rất lâu dài, bền vững, hướng đến tương lai, do đó cái việc lựa chọn cổ phiếu phải có cái tiêu chí rất cụ thể và rõ ràng, phù hợp với cái việc tích sản. Một, đó là có lợi thế cạnh tranh mạnh để tồn tại và phát triển bền vững trong tương lai. Do chúng ta đầu tư dài, chúng ta rất cần cái điều này. Thứ hai là có quản trị công ty xuất sắc để lèo lái doanh nghiệp đi xa, và họ sẵn sàng chia sẻ lợi ích cho cổ đông bất kể to nhỏ. Và thứ ba là định giá cổ phiếu hấp dẫn. Thế là hàng tháng, quý chúng ta cứ mua nhặt, tích tiểu thành đại. Tiếp theo, vậy thì cái lợi ích của tích sản cổ phiếu là gì? Thì cái lợi ích lớn nhất mà tích sản cổ phiếu hướng tới đó là xây dựng một kênh thu nhập thụ động và bền vững, hướng tới tự do tài chính. Như chúng ta đã biết, cuộc sống trong tương lai thì nó cũng sẽ có nhiều khó khăn. Khi về hưu, đa phần thu nhập thì hạn hẹp, sức khỏe thì đi xuống, chi phí chữa bệnh, khám chữa bệnh thì tăng lên. Chính vì thế chúng ta cần phải có những cái nguồn thu nhập thụ động đảm bảo rằng chúng ta không đi làm mà cuối cùng chúng ta vẫn có thu nhập để chúng ta chi tiêu. Đúng không? Hoặc là chúng ta giúp đỡ con cái, giúp đỡ những người xung quanh, giúp đỡ đất nước. Thứ hai là tích sản cổ phiếu thì nó giúp chúng ta biến cái đầu tư trở nên đơn giản và an nhàn nhưng lại hiệu quả. Thay vì chúng ta suốt ngày chúng ta ngắm bảng điện tử, chúng ta bỏ hết những cái công việc xung quanh, những cái việc chính của chúng ta. Có những người tham gia vào thị trường chứng khoán mất cả chì lẫn chả, mải mê chết đinh thua lỗ hết, rồi công việc chính thì lại không đâu vào mấy đâu, thậm chí còn bị đuổi việc. Và thực tế trong năm 2021 đến đầu năm 2022 vừa qua, tuy thị trường chứng khoán tăng trưởng tới hơn 35,6%, nhưng theo thống kê của AZFIN Việt Nam vẫn có đâu đó khoảng gần 80% nhà đầu tư thua lỗ trên thị trường. Thực sự là thảm họa. Và thứ ba, tích sản cổ phiếu sẽ loại bỏ được hoàn toàn cái áp lực biến động ngắn hạn. Bởi vì chúng ta hướng đến cái một mục tiêu lâu dài, đồng hành cùng doanh nghiệp, hưởng lợi từ sự tăng trưởng và phát triển của doanh nghiệp. Thì khi đó chúng ta quên đi những cái biến động ngắn hạn, không bị áp lực. Còn nếu chúng ta cứ T3, T5, T2, mỗi ngày biến động là một ngày đau khổ, mỗi ngày biến động là một ngày cảm xúc vô cùng, nó không tốt, áp lực lớn, đúng không? Và thứ tư, tích sản cổ phiếu sẽ mua được ở mức giá trung bình thấp nhỉ, chứ không phải trung bình, và khi bán là bán được ở mức cao, thì nó sẽ mang lại cái lợi nhuận, cái hiệu quả vượt trội hơn so với trung bình tăng trưởng của VN Index. Như vậy, với VN Index tăng trưởng trung bình khoảng 15,4%, thì tích sản cổ phiếu tùy vào level, tùy vào trình độ áp dụng thì lợi suất sẽ cao hơn 15,4%, thậm chí lên đến 40% một năm. Đúng không? Hoặc ở mức khá là 26% một năm thì 3 năm gấp đôi và 10 năm gấp 10 lần cái tài sản của mình. Và thứ năm, tích sản cổ phiếu nó phù hợp với mọi nhà đầu tư, dù to hay nhỏ, dù tổ chức hay cá nhân, dù chuyên nghiệp hay bán chuyên. Đó. Vậy lựa chọn cổ phiếu phù hợp với tích sản là gồm những tiêu chí nào? Thế AZFIN ở đây đưa ra có 3 tiêu chí chính, bên cạnh đó bổ sung một cái tiêu chí. Thứ nhất là cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh mạnh và bền vững. Thì chỉ có những cái cổ phiếu có lợi thế cạnh tranh mạnh và bền vững, nó mới có thể phát triển một cách lâu dài, phát triển một cách bền vững, nó mới mang lại giá trị nhiều nhất cho cổ đông trong tương lai, đúng không? Và chỉ có lợi thế cạnh tranh thế nó mới duy trì được sự tăng trưởng, chiếm lĩnh được thị phần, và giá trị của cổ đông của chúng ta nó mới được tăng trưởng một cách dài hạn, và lợi suất của chúng ta nó mới được cao. Thứ hai, quản trị công ty phải xuất sắc. Công ty có lợi thế cạnh tranh rồi, nhưng mà
cái hệ thống quản trị, văn hóa doanh nghiệp rồi ban lãnh đạo họ cũng phải là những người rất xuất sắc, thì họ mới đưa doanh nghiệp đi trường tồn, họ mới tận dụng được những cái lợi thế cạnh tranh đó và phát triển một cách mạnh mẽ. Bên cạnh đó, quản trị công ty xuất sắc thì họ mới chia phần cho những cổ đông bất kể lớn hay nhỏ, bất kể thân cận hay là không thân. Và thứ ba, để tích sản cổ phiếu thì cái việc thanh khoản nó cũng không phải là quá quan trọng, tuy nhiên cũng phải cần thiết ở những cái cổ phiếu có thanh khoản ở mức khá, để lúc chúng ta cần tiền, lúc chúng ta đến giá tích chốt lời, chúng ta có thể bán một cách dễ dàng, thoải mái mà chúng ta không bị kẹp. Và cuối cùng, một cái tiêu chí gọi là đủ, đó chính là định giá cổ phiếu phải hấp dẫn, thì chúng ta tích sản mới có được cái lợi suất cao, mới có được cái lợi suất vượt trội so với thị trường. Thì đó là những cái tiêu chí để lựa chọn cổ phiếu phù hợp với phương pháp tích sản. Và chiến lược thực hiện tích sản của chúng ta như thế nào? Đối với AZFIN Việt Nam, chúng tôi cũng đưa ra những cái chỉ dẫn chiến lược rất cụ thể, rõ ràng để nhà đầu tư có thể áp dụng một cách trơn tru, hiệu quả và lâu dài. Đó là cơ cấu danh mục tích sản cần phải phù hợp với quy mô tích sản của chúng ta, nhưng mà tốt nhất là từ 3 đến 5 mã cổ phiếu và với 3 đến 5 ngành nghề khác nhau. Tức là chúng ta đa dạng hóa trong cái tầm kiểm soát của chúng ta, không nên nhiều quá. Nhiều quá thì mất kiểm soát, không có thời gian mà nghiên cứu mà quan tâm. Ít quá thì lại rủi ro cục bộ. Thì 3 đến 5 mã tương ứng với 3 đến 5 nghề là khá phù hợp. Thứ hai là chúng ta thực hiện mua đều đặn hàng tháng khi giá cổ phiếu vẫn ở vùng hấp dẫn. Còn nếu giá cổ phiếu bị thổi lên quá cao thì đó là cơ hội bán. Cơ hội bán khi định giá quá cao. Hoặc có một lượng. Hoặc là chúng ta chỉ bán cổ phiếu khi cổ phiếu đó không còn đáp ứng được các cái tiêu chí để tích sản nữa. Như lợi thế cạnh tranh không còn nữa chẳng. Như quản trị lãnh đạo có vấn đề chẳng. Hoặc như trường hợp ở trên, đó là định giá cao đến giá để chốt lời. Thì đó là cái chiến lược thực hiện tích sản cổ phiếu hiệu quả. Và trên đây là tôi lấy ví dụ một số cái cổ phiếu tích sản mang lại hiệu quả rất tốt. Như ở trước chúng ta thấy VN Index tăng trưởng trung bình 15,4% một năm trong gần 22 năm qua. Đó, tức là cái lợi suất trung bình của thị trường chứng khoán là từng đó đấy. Và nếu mà chúng ta chọn cổ phiếu tích sản phù hợp hơn thì lợi suất chúng ta cao hơn rất nhiều. Ví dụ như cổ phiếu Thế Giới Di Động mang lại lợi suất tích sản lên đến 47% từ năm 2015 đến năm 2020. Hay là cổ phiếu MBB là một cái cổ phiếu mà nhiều người cho rằng là một cổ phiếu nặng mông, là một cái cổ phiếu chậm nhưng mà lợi suất nó lên đến 23,8% trên năm cho những nhà đầu tư tích sản. Còn tích sản cổ phiếu theo chiến lược của AZFIN thì như thế nào? Thì AZFIN đã tích sản cổ phiếu như tôi đã trình bày từ năm 2013. Cổ phiếu chúng tôi mua tích sản đầu tiên đó là FPT. Và sau đó là các cái cổ phiếu như RE, Techcombank, ACB, Tiên Phong Bank, MB Bank, Thế Giới Di Động, Hòa Phát, VicoStone. Thì lợi suất các cái danh mục tích sản của chúng tôi thì đạt cái lợi suất kép khá là hạnh phúc, đó là 36,6% trên năm trong cái giai đoạn 2013 đến 2021. Còn lợi suất trung bình đầu tư của AZFIN nó là khoảng độ hơn 50% một chút một năm, nhờ có năm 2021 tăng trưởng tính bằng 100%. Đó. Tích sản thì cũng đạt được 36,6% trên năm trong 8 năm qua. Và cái sự khác biệt đối với tích sản cổ phiếu ở đây AZFIN Việt Nam là duy nhất, đó là chúng tôi đưa ra có cái giá ngừng tích sản được cập nhật theo hàng quý theo cái nền tảng cơ bản của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp có những cái biến chuyển tốt thì giá ngừng tích sản có thể tăng lên hoặc ngược lại. Nếu mà nhà đầu tư
tích sản với cái giá dưới giá ngừng tích sản này thì cứ an tâm mua đều đặn, vì giá đó được định giá rẻ theo cơ bản và nó rất hấp dẫn cho chúng ta nắm giữ lâu dài. Thứ hai, lấy Zfin có giá cân nhắc bán, nó cũng được cập nhật hàng quý. Khi đến vùng giá này thì nhà đầu tư tích sản có thể bán, vì với giá này cổ phiếu được định giá hợp lý hoặc tương đối cao. Và khi cứ đến ngưỡng giá này, nhà đầu tư mà chốt lời thì sẽ có được những cái khoản lợi nhuận rất cao. Đó, thì cái việc tích sản cổ phiếu cùng Zfin Việt Nam tôi xin nói tóm lược lại như sau: mua những cái cổ phiếu có cái lợi thế cạnh tranh mạnh, có quản trị công ty xuất sắc và mua lúc nó rẻ, bán lúc nào nó tăng giá nó cả. Thế như vậy cứ mua là được giá rẻ và bán là được giá rất cao, và cứ đến ngưỡng chốt lời là quý vị có những cái lợi suất rất khủng khiếp. Tôi lấy ví dụ ở trong group, có những cái cổ phiếu đã đến ngưỡng chốt lời, ví dụ như cổ phiếu PAC của công ty Pinaquy miền Nam. Cổ phiếu này đạt lợi suất rất xuất sắc, chỉ trong vài tháng đạt lợi suất 5-60%. Hay cổ phiếu GAS cũng đạt, cổ phiếu BWE của nước Bình Dương cũng đạt, hay cổ phiếu PLX cũng đã đạt, hay cổ phiếu POW Pau đấy, cổ phiếu POW cũng đạt, NT2 cũng đạt, GAS cũng đạt, Thế Giới Di Động cũng đạt, Tiên Phong Bank cũng đạt, FPT cũng đạt, và rất rất nhiều các cổ phiếu khác này, và mang lại cái lợi suất kép hàng năm rất cao, vượt trội hoàn toàn so với cái mức tăng trưởng của VN Index. Và trên đây là một cái bảng, một cái danh mục chúng tôi tích sản trong cái thời gian dài vừa qua. Với FPT thì chúng tôi đã tích sản từ rất lâu, còn các cổ phiếu khác thì mới tích sản hơn, ví dụ như ACB, Tiên Phong Bank và Techcombank. Thì đó là những cái chiến lược, cái phương pháp mà chúng ta tích sản cho nó hiệu quả giữa một cái thị trường thậm chí được coi là cơ bản như thị trường chứng khoán ở Việt Nam. Thì tích sản cổ phiếu tóm lại là mua tích lũy đều đặn. Cái tài sản ở đây là cổ phiếu tốt với giá rẻ, hay nói tóm lại là chúng ta tích tiểu thành đại. Trên đây là những cái trao đổi toàn diện về tích sản cổ phiếu, cũng như những cái khái niệm, những cái ứng dụng liên quan từ tích sản cổ phiếu. Thì chúc quý vị có được những cái kiến thức hữu ích về cái tích sản cổ phiếu. Nếu quý vị muốn tham gia một cái cộng đồng tích sản cổ phiếu bài bản, quy củ và có hỗ trợ rất là rõ ràng, đầy đủ, hiệu quả cao, thì hãy liên hệ với Zfin Việt Nam qua cái fanpage Zfin Việt Nam trên Facebook hoặc cái website tích sản cổ phiếu. Quý vị cứ search Google website tích sản cổ phiếu là ra. Hoặc quý vị có thể kéo xuống dưới mô tả của clip này thì sẽ có các cái link dẫn đến việc đăng ký tham gia tích sản cổ phiếu. Và ở phía dưới cũng có một cái tài liệu rất hay, đó là ebook về tích sản cổ phiếu, cũng có thể giúp quý vị đọc và nghiên cứu những cái kiến thức hay, những cái ý tưởng tốt và cái chiến lược để tích sản cổ phiếu sao cho hiệu quả. Thì trên đây là những cái nội dung tôi chia sẻ đến quý vị. Xin chúc quý vị nhà đầu tư có được cái phương pháp đầu tư hiệu quả, bền vững lâu dài và mang lại tự do tài chính, thịnh vượng cho gia đình của chúng ta một cách bền vững lâu dài trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại ở những cái nội dung tiếp theo.